Ngày 15 tháng 6, Tây Ban Nha đã mở cửa biên giới cho một nhóm du khách Đức trong một dự án thí điểm cho phép 10.000 du khách đi nghỉ tới quần đảo Balearic của nước này, trong bối cảnh là dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã bớt căng thẳng hơn. Nhiều khách du lịch đeo khẩu trang đã xếp hàng tại sân bay Düsseldorf của Đức để đáp chuyến bay của hãng hàng không TUI tới thành phố Palma trên đảo Mallorca của Tây Ban Nha. Họ háo hức được trải nghiệm một kỳ nghỉ vào thời điểm giãn cách xã hội, khi chỉ còn 2 tuần nữa là Tây Ban Nha mở cửa biên giới hoàn toàn. Các khách sạn trên đảo chỉ được hoạt động ở mức giới hạn, với sức chứa 50% phòng và sẽ lắp camera hồng ngoại để đo thân nhiệt của khách tại lối vào khách sạn. Năm 2019, du khách Đức chiếm 1/3 trong tổng số du khách quốc tế đi nghỉ tại quần đảo Balearic của Tây Ban Nha.